Còn bây giờ thì Ngọc Hoa xin được mời thạc sĩ Nguyễn Văn Đếm vui lòng trả lời câu hỏi cho hai khán giả. Một là anh Trần Văn Tre ở Ba Tri Bến Tre, điện thoại cuối là 9892. Anh hỏi như thế này: công ty BM có sản phẩm phân bón nào chuyên dùng cho cây ăn trái để trái đẹp, hạn chế được sâu bệnh hay không? Còn khán giả Quỳnh Thanh Sang ở Ô Môn, Cần Thơ, điện thoại cuối là 3686 hỏi: với cơ chế thị trường xuất khẩu trái cây Việt Nam hiện nay thì công ty BM có một cái hướng dẫn như thế nào để giúp cho bà con nông dân sản xuất trái cây nói chung và trái nhãn của địa phương chúng tôi nói riêng theo đúng cái tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu? Xin cảm ơn chị. Xin chào anh Sang ở Cần Thơ. Thì qua các câu hỏi của anh nói về định hướng của công ty BM trong tương lai thì chúng tôi có xin được trao đổi với anh về ý. Cái thứ nhất, tập đoàn BM là một tập đoàn đa quốc gia, cho nên sản phẩm của BM ra đời và cách đây khoảng 175 năm. Cho nên là anh hãy yên tâm về cái việc là sử dụng hàng hóa và sản phẩm của Ben Meyer của Đức để cung cấp ra ngoài thị trường. Cái thứ hai, chúng tôi luôn luôn ứng dụng và áp dụng những cái công nghệ mới vào trong việc sản xuất ra những cái sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cung cấp vào thị trường. Và những sản phẩm này hay là những sản phẩm rất là dễ sử dụng, và khi mà sử dụng cho cây trồng, đặc biệt là những loại cây ăn trái, thì giúp cho các cây ăn trái dễ dàng hấp thu. Bên cạnh đó, mà khi anh sử dụng những loại sản phẩm của BM thì anh cũng biết được là nó hạn chế được rất nhiều cái hàm lượng khi sử dụng. Vậy thì trong tương lai chúng tôi càng cải tiến nó thêm nữa, vì ứng dụng những công nghệ nó càng mới. Cho nên anh yên chí để khi mà áp dụng vào việc sản xuất những loại cây có thị trường xuất khẩu. Cho nên anh yên tâm. Còn một câu hỏi của anh ở Bến Tre thì có hỏi rằng là sản phẩm của BM đó có cung cấp được cái việc là sản xuất ra những loại trái cây tốt hay không. Thì kính thưa anh, thì ở tỉnh Bến Tre đó hầu hết là diện tích về cây ăn trái là rất là lớn, đặc biệt là về cái cây bưởi da xanh. Thì chúng ta vừa nghe phần trình bày của diễn giả đó là hiện nay là bưởi da xanh nó rất là hút hàng, cho nên là nhiều người cũng sản xuất không kịp. Như vậy thì đối với cây bưởi là một loại cây có múi, anh cần sử dụng những sản phẩm nó đủ chất, và những sản phẩm này đó nó có những chất lượng cao. Vì khi mà anh sử dụng những cái sản phẩm mà có công nghệ lớn và đủ những hàm lượng giữa đạm, lân, kali và nguyên tố trung vi lượng, thì cái thành phần này nó sẽ dễ dàng được cây nó hấp thụ. Và khi mà cây trái của nó hấp thu những loại dinh dưỡng này thì nó không phải là quá xanh. Và chúng ta thấy là trước đây chúng ta bàn về vấn đề là khi mà màu sắc của lá lúa hoặc màu sắc của cây trồng nó quá xanh thì sẽ thu hút được nhiều cái loại sâu bệnh tấn công. Cho nên đó là những cái ưu điểm để chúng ta áp dụng những sản phẩm công nghệ mới vào trong việc sản xuất cây ăn trái. Thì chúng tôi xin được giới thiệu hai sản phẩm anh có thể liên hệ ở tất cả những đại lý của tỉnh Bến Tre mà anh có thể mua, đó là sản phẩm Entest 20-10-10. Đây là một sản phẩm có áp dụng cái công nghệ DMPP vào trong sản xuất. Anh dùng sản phẩm này để nuôi trái lớn, cho trái nó phát triển tối đa. Và sau đó, sau khoảng thời gian từ 1 tháng đến 2 tháng mà trước khi thu hoạch, thì anh sử dụng một sản phẩm cuối là sản phẩm Novatest Premium. Người dân thường gọi là phân Đức Tím. Đây là một sản phẩm cao cấp nhất trong thị trường mà công ty Ben Meyer đã cung cấp ngoài thị trường. Và anh lưu ý rằng khi sử dụng sản phẩm này thì khi mà anh cắt trái, anh đem bán đi thì cây nó vẫn xanh tốt và phát triển rất bình thường. So với những sản phẩm khác thì khi anh canh cắt trái đem bán đi thì hầu hết những cây nó bị xào lá, hoặc là có thể cây nó bị chết một phần nào đó. Cho nên anh lưu ý. Và chúng tôi xin được thông báo thêm một chút xíu là hiện nay mừng cái Tết 2015 thì phía công ty Ben Meyer của Đức có đặt một cái thẻ cào nằm trên sản phẩm Entest 20-10-10 trên thị trường. Tức là những người nông dân mà sử dụng sản phẩm Entest 20-10-10 này sẽ có một thẻ cào, và thẻ cào này quý bà con khi mà sử dụng mua bao phân Entest 20-10 về thì hãy lấy cái thẻ cào đó nhắn tin. Và cái quý bà con yên tâm là khi mà mình nhắn tin vào đó thì cái tin nhắn đó thì mình không có sợ mất tiền. Công ty hoàn toàn là trả tiền cho quý bà con. Và sau cuối tuần
thứ hai hàng tuần thì sẽ có cái đợt mà quay số thì quý bà con được được hưởng số tiền mà hưởng. Ngoài ra cuối tháng thì ở bộ phận quay số sẽ chuyển cho quý bà con ai là người trúng thưởng thì mỗi một tháng có một cái chiếc xe Airblade để tặng cho quý bà con. Xin quý bà con có thể yên tâm và sử dụng những sản phẩm của Ben Bây Giờ Có Đức. Xin cảm ơn chị nhiều. Dạ, xin được cảm ơn những thông tin chia sẻ vừa rồi của thạc sĩ Nguyễn Văn Đếm. Chắc có lẽ là chương trình chưa xong là nghệ sĩ Lê Bình nhào ra mua liền. Tôi hy vọng là sang năm tôi đi Alex. Bây giờ trở lại chương trình, xin thầy Hòa tư vấn dùm cho anh Nguyễn Quốc Bảo. Số điện thoại cuối là 8643 ở Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Anh Bảo hỏi như sau: trái thanh long trước khi cắt 5 ngày thì tôi có xử lý C5 và A3 để làm xanh trái. Như vậy có để dư lượng lại trên trái thanh long hay không? 2. Quy trình bón phân cây thanh long trong giai đoạn ra trái như thế nào để không dư lượng trên trái và giúp trái có màu sắc đẹp? 3. Bệnh đốm trắng xuất hiện trên trái thanh long thường khiến cho trái không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Vậy nên quản lý như thế nào để hạn chế được bệnh này? Dạ, xin mời thầy Hòa. Cảm ơn nghệ sĩ Lê Bình. Thưa anh Bảo cùng bà con, thì như anh trình bày thì chúng tôi nghĩ là chúng ta sử dụng cái GA3 chứ không phải là C5A3. Thì mục đích của bà con mình sử dụng cái đấy để vuốt cái tay trái cho nó có màu xanh đẹp và dễ bán. Thì anh để cái thời gian cách ly là 5 ngày thì chúng tôi nghĩ là ok, đạt. Trong cái nhãn thì họ để là thời gian cách ly là 3 ngày. Nhưng mà nếu chúng ta áp dụng đúng cái liều lượng và để 5 ngày thì tôi nghĩ là ok, không có vấn đề gì cả. Riêng với cái quy trình phân bón cho thanh long, làm sao để cho nó có không để lại dư lượng trái trên trái và giúp trái có màu sắc đẹp. Thì nãy thạc sĩ Đếm cũng có trình bày sơ với chúng ta về cái sử dụng cái phân bón. Tuy nhiên thì chúng tôi nhấn mạnh ở cái điểm là gì, là để lại dư lượng thì đặc biệt là sử dụng phân bón thì chủ yếu là để lại cái dư lượng nitrat thôi. Thì cái khuyến cáo của các nhà khoa học là gì, là phân đạm thì chúng ta nên tránh sử dụng trong vòng 1 tháng trước khi thu hoạch. Trong vòng 1 tháng, đặc biệt là cái phân mà có gốc nitrat. Cái thứ hai nữa là trên một cái diện tích 1 hecta thì ta không nên qua bón quá 200 kg đạm nguyên chất nhé, này đạm nguyên chất thì nó sẽ không để lại cái dư lượng. Còn cái việc mà sử dụng cái để có màu sắc đẹp thì nó có nhiều yếu tố trong đấy. Sử dụng phân bón là một việc. Thứ hai nữa là chúng ta chăm sóc trái cho nó đừng có bị các cái tác động của sâu bệnh hại thì là một cái việc rất quan trọng. Cho nên là đây là một cái chuỗi rất là nhiều thứ. Thì chắc chắn là trồng thanh long thì anh cũng đã nắm được vấn đề này. Riêng đối với cái bệnh đốm trắng thì trong thời gian qua thì Bộ Nông nghiệp cũng đã có cái tổ chức rất nhiều các hội thảo, và ngay cả Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cũng dự cái hội thảo này và chỉ đạo trực tiếp với cán bộ nghiên cứu cũng như là cán bộ của các tỉnh, cán bộ nông nghiệp của các tỉnh cũng xây dựng một cái dự án gọi là dự án khuyến nông để hỗ trợ bà con nông dân ta quản lý. Riêng Viện Cây ăn quả miền Nam thì cũng đã nghiên cứu cái tác nhân, rồi nghiên cứu các cái loại thuốc sử dụng để phòng trừ nó. Trong thời gian qua thì Bộ Nông nghiệp cũng đã thành lập một cái tổ là hỗ trợ bà con nông dân làm sao để tiêu hủy cái cành bệnh. Bởi vì đối với cái cây thanh long mà cái bệnh đốm trắng thì nó tấn công và gây hại. Nếu chúng ta sử dụng thuốc mà phun xịt sớm thì lúc mà nó còn là đốm trắng thì có hiệu quả. Nhưng mà khi mà cái đốm nó đã chuyển sang màu nâu rồi mà chúng ta sử dụng thuốc thì nó ngưng lại thôi. Trong khi đấy thì cái vết nâu đấy, trong cái vết nâu đó thì cái bào tử nấm nó còn ở đấy và thuốc không thể thâm nhập vô được. Cho nên là nó tái lại rất nhanh. Và như vậy thì nhiều nhà vườn nói là tôi diện tích quá lớn, tôi không thể nào mà cắt tỉa loại bỏ hết những cái cành đó tiêu hủy. Nhưng mà cái đó là bắt buộc phải làm. Bởi vì sao? Vì chúng ta như tôi nói là phun thì nó dừng lại và nó nằm ở đó khi có điều kiện thuận lợi. Ví dụ như là sương ban đêm nó nhiều trong cái mùa nắng này, hoặc là trong mùa mưa ẩm độ cao thì cái mầm bệnh nó lây lan và phát triển rất nhanh, đặc biệt là cái lúc mà nó có trái hoặc là lúc mà nó ra cành. Cho nên là cái việc đầu tiên là cái việc là cắt tỉa tiêu hủy cái mầm bệnh, rồi có thể là sử dụng các cái cành nó băm ra để ủ để tiêu hủy, thì sử dụng các cái chế phẩm là vi khuẩn, chẳng hạn vi khuẩn mà để phân cái IM đó, để phân hủy ủ nóng, và sau đó chúng ta ủ lại bằng trico chẳng hạn, hoặc là sử dụng cái bio ADB, một cái chế phẩm mới của Viện Môi trường
để phân hủy thì nó tiêu diệt cái bào tử nấm. Vì vậy thì nó không có cái điều kiện để nó phát tán trở lại. Thì cái đấy rất quan trọng. Bên cạnh đấy thì chúng ta phải phun xịt trên tán cây, nghĩa là sau khi cắt tỉa thì phun sát trùng. Và những cái loại thuốc mà có thể sử dụng hiện nay mà như anh Chiến nãy nói là chúng ta sử dụng cái carbendazim thì cũng có hiệu quả, nhưng mà thị trường nó không chấp nhận. Cho nên là bà con nông dân mình hạn chế sử dụng cái carbendazim mà có thể sử dụng những cái thuốc khác để thế, ví dụ như là cái mancozeb chẳng hạn, sử dụng cái đấy là cái thuốc để giúp là tiếp xúc ở trên cái bề mặt của cái cành, cái trái thanh long. Đặc biệt là sử dụng các cái thuốc lưu dẫn, ví dụ như cái gốc azoxystrobin và difenoconazole kết hợp lại với nhau thì sử dụng. Và chúng tôi cũng khuyến cáo là nên sử dụng trên một cái diện lớn, và để hiệu quả thì chúng ta kết hợp với cái chất bám dính. Là hiện nay trên thị trường có cái chất gọi là thần hổ, bà con mình có thể tìm để pha vào. Và như vậy thì phun thì giúp lan tỏa tốt hơn và cái hiệu quả nó sẽ tăng lên. Nhưng mà cũng khuyến cáo là nên làm trên một cái phương diện là cộng đồng. Bởi vì chúng ta làm chỉ có cái điều kiện diện tích nhỏ của mình không, thì những cái vườn khác nó sẽ, cái mầm bệnh nó sẽ bay sang. Và chính vì vậy mà Bộ Nông nghiệp có một cái chiến dịch là dập dịch trên một cái diện lớn. Đấy là một cái số thông tin tôi xin trình bày với anh Bảo và bà con. Xin được cảm ơn thông tin vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa. Còn bây giờ thì Ngọc Hoa xin được mời tiến sĩ Hồ Văn Chiến trả lời câu hỏi cho khán giả Nguyễn Thanh Tuấn ở Càng Long, Trà Vinh, điện thoại cuối là 6230. Anh hỏi 3 câu hỏi. Một là tại sao sản xuất trái cây cho thị trường xuất khẩu cần có sự liên kết giữa 4 nhà? Hai, hiện nay trên thị trường có trái cây nhập khẩu rất nhiều, phải chăng ở nước ta không đáp ứng đủ nhu cầu nên mới nhập khẩu hay vì một lý do nào khác? Ba, một vấn đề mà nhiều nông dân quan tâm là làm thế nào để phân biệt được trái cây sạch khi mua? Yeah, cảm ơn Ngọc Hoa. Kính thưa anh Tuấn, bà con nông dân chúng ta nhớ rằng là khuyên là phải liên kết với 4 nhà. Tại vì nhà nước ở đây là cái người chỉ đạo điều hành. Tôi lấy thí dụ hiện nay là Cục Bảo vệ thực vật là cho cái mã code từng vùng sản xuất. Tôi lấy thí dụ như chúng ta là có cái vùng là sản xuất cái việt ghép, nhưng mà Cục Bảo vệ thực vật là đại diện cho nhà nước, đại diện cho Bộ Nông nghiệp cho cái code. Mà anh không có cái code này thì làm sao mà xuất khẩu được. Thành ra cái này là chúng ta phải liên kết với nhà nước. Cái thứ hai nữa là cái nhà nước là cái người là để thực hiện các cái hiệp định, như nãy tôi nói cái hiệp định song phương. Và nhà nước là định hướng cái thị trường nào xuất khẩu cái này. Và nhà nước cũng là cái người đứng ra để mà chấp nhận cho cái nước mà muốn nhập đó. Cử cái người qua đây theo dõi, quan sát, rồi cũng nữa là họ kiểm tra các cái chất lượng chúng ta làm. Đó thì cái này cái nhà nước định hướng. Cái thứ hai là nhà khoa học. Thì nhà khoa học là ông cứ nghiên cứu có những cái tiến bộ mới, có những cái kỹ thuật mới để hướng dẫn cho bà con làm như thế nào cho nó đúng và cái sản phẩm chúng ta đẹp, chất lượng nó cao. Chứ người dân chúng ta là không thể nào mà một mình mà bươn chải theo những cái khoa học mới mà kịp được. Cái thứ hai là ông doanh nghiệp. Thì như tôi nói là ông doanh nghiệp, ông đứng ra, ông đồng ý mua cái sản phẩm này của bà con và ông người là người quan sát. Và bà con là cái người nông dân, là cái này 4 nhà phải liên kết lại chặt với nhau. Thì chúng ta mới có cái khả năng là được cái sản phẩm đi xuất khẩu đi nước ngoài. Còn nếu chúng ta làm mình một thì không có ai đỡ đầu chúng ta hết, này không thể nào chúng ta xuất khẩu được hết. Cái nữa là chúng ta làm một mình thì có khoảng chừng vài trăm ký hoặc tấn, vài tấn vậy đó, thì chúng ta làm sao xuất khẩu được. Người ta cần phải là cái sản lượng là lớn. Cái thứ hai là phải có thường xuyên trong cái thời gian một năm, thí dụ như thế là chúng ta phải xuất mấy lần. Chứ làm có 100 ký rồi làm sao mà xuất, rồi làm có năm có vụ một vậy rồi thôi ngưng, thì cái này là không thể. Cái câu thứ hai tức là mình nhập khẩu hiện nay một số trái cây có phải chăng là chúng ta không đủ? Tôi thấy nó có hai cái ý. Tức là một cái thứ nhất là tôi thấy thí dụ như táo ở Việt Nam mình, cái trái táo to như thế này là mình không có, và hiện nay mình nhập khẩu ngay cả anh cây táo mà của anh Mỹ mình cũng có nhập, và táo New Zealand, táo Úc, tại vì cái táo mình không có. Thì cái này là đúng là mình không, chưa có đủ cái nhu cầu cái này, hoặc là mình không có thì mình nhập. Cái thứ hai là có một số cái trái cây mà mình có, nhưng mà người ta lại làm ra cái giá thành nó là tương đương hoặc rẻ hơn mình, và cái chất lượng lại ngon, thì mình lại nhập. Thì cái hai cái lý do đó là chúng ta thấy là mình hiện nay mình có nhập một số nước. Và nếu chúng ta làm không cẩn thận mà khi mà chúng ta cái hội nhập rồi á, thì bà con biết rằng là cái trái cây của chúng ta là sẽ mắc hơn, cái giá thành mắc hơn những cái trái cây ngon của nước ngoài. Tại vì khi chúng ta mà không còn cái thuế quan nữa thì cái trái cây nước ngoài nó tràn vô Việt Nam chúng ta, nó ngon hơn mà nó rẻ hơn nữa là bà con rất là nguy.
Thành ra chúng ta phải đầu tư như thế nào cho nó tốt. Cái cuối cùng là anh hỏi chứ làm sao mà chúng ta nhìn vô cái trái cây chúng ta là biết nó an toàn hay không an toàn. Thì như tôi nói, tức là nếu mà chúng ta liên kết với bốn nhà như thế thì ông doanh nghiệp là cái ông đứng ra mua là biết bà con làm những cách nào rồi. Tại có ông khoa học nằm kế bên ông nhà nước quản lý, nói là bà con sản xuất theo đúng cái quy trình đó. Ví dụ như chúng ta vô Việt Gáp thì cái ông doanh nghiệp nào ông đóng cái logo của ông là theo doanh nghiệp nào rồi, thì cái trái cây chừng đó là chắc chắn là an toàn. Mặc dù nó bóng hoặc dù nó mượt gì đó cũng an toàn, không có sợ. Còn nếu mà bà con cứ sản xuất đơn lẻ như thế này và bà con cứ mang ra chợ bán không có ai mua, tức là không có doanh nghiệp nào chịu trách nhiệm, thì cái trái cây đó dù bà con nói là an toàn nhưng mà người mua cũng hơi hồ nghi. Và như vậy là ngay cả nhà khoa học cũng không biết cái trái cây đó là an toàn hay không nữa. Chứ đừng có nói mà nông dân nhìn vô biết là an toàn hay không an toàn. Một số ý xin trao đổi cùng với anh. Dạ, xin được cảm ơn thông tin vừa rồi của tiến sĩ Hồ Văn Chiến. Thưa bà con nông dân, năm 2015 tới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đặt trọng tâm về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trên nông sản nói chung. Mà đối với vấn đề này về mặt hàng trái cây đó thì được xem là quan trọng nhất. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, hiện nay diễn biến dịch hại trên các mặt hàng trái cây, tức là mặt hàng nông sản mà đặc biệt là trái cây đó, đang ngày càng phức tạp. Chắc chắn là bà con nông dân đã nắm rất rõ về điều này. Nó không chỉ đe dọa đến chất lượng của trái cây đâu, mà nó còn đe dọa đến cả cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm nữa. Thế thì ngay lúc này đây, các nhà vườn mà đặc biệt là những nhà vườn mà nguyên liệu đó đã làm gì để đối phó với tình trạng này? Xin mời bà con nông dân cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi. Sau một thời gian đẩy mạnh thâm canh tan vụ, mở rộng diện tích, thì tình hình dịch hại trên nhiều loại cây ăn trái ở đồng bằng sông Cửu Long ngày càng diễn biến phức tạp. Hầu như các loại trái cây xuất khẩu chủ lực của vùng đều có những đối tượng sâu bệnh nguy hiểm như bệnh đốm trắng trên thanh long, loài sâu đục trái trên cây bưởi, bệnh chổi rồng trên cây nhãn. Không chỉ làm sụt giảm năng suất chất lượng trái cây, áp lực dịch hại nặng nề còn dẫn đến nguy cơ làm mất an toàn vệ sinh thực phẩm trên sản phẩm. Đáng mừng là trong bối cảnh này thì nhiều mô hình sản xuất tiên tiến đã cho thấy hướng đi mới nhằm quản lý dịch hại bền vững hơn so với tập quán canh tác truyền thống. Như trường hợp của tổ hợp tác sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp ở xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã giúp nhà vườn quản lý tốt bệnh chổi rồng trong nhiều năm qua. Mô hình hợp tác sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp của bà con nông dân nơi đây đã được Cục Bảo vệ Thực vật khảo sát để tiến hành cấp mã số vùng, tạo cơ hội nâng cao giá bán sản phẩm, ổn định thu nhập cho nhà vườn chuyên canh nhãn. Thực trạng ở đây thì nói chung là đời sống người ta dựa vào cây nhãn, nên là cây nhãn này nó không phải là khó, bởi vì cái phòng trừ chổi rồng nó nên biết là mình cho nó đúng kỹ thuật, là cắt tỉa phun thuốc đúng thì nó không có chỗ rồng. Thứ nhất, cái thứ hai nữa, mặc dầu giá thấp nhưng người ta là cái sản lượng người ta trúng thì là cũng đáp ứng được cái đời sống. Giả lại bây giờ là cái hướng cái đầu ra nó là đã có mở lên cho là người ta nông dân, người ta là đặt đầu cái niềm tin đó để người ta là làm cho cái nhãn nó tránh được cái sâu bệnh gây thiệt hại kinh tế đời sống của nông dân. Không riêng gì trên cây nhãn, những mô hình hợp tác sản xuất trái cây theo tiêu chuẩn Việt Gáp hay Global Gap cũng cho thấy có rất nhiều ưu điểm trong vấn đề quản lý dịch hại theo hướng bền vững, đặc biệt là nhận thức về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm của nhà vườn đã được nâng lên rõ rệt. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, diện tích trồng cây ăn trái còn được mở rộng ra các vùng đất phèn, góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng nông thôn, như trường hợp của trang trại Thanh Long này. Tuy ban đầu gặp nhiều trở ngại về điều kiện đất đai, nguồn nước, nhưng nhờ áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật nên cây thanh long phát triển rất tốt. Đặc biệt là do phát triển theo hướng trang trại, đầu tư quy mô lớn nên rất thuận lợi để xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Hiện đã có hàng trăm hecta thanh long phát triển trên vùng đất phèn Tân Phước của tỉnh Tiền Giang. Nói về vấn đề mà áp dụng khoa học kỹ thuật hay là trái cây sạch đó, thì mình chỉ làm theo cách là xóa bỏ cái truyền thống của bà con mình thôi, có nghĩa là chịu khó làm áp dụng khoa học kỹ thuật, mình chỉ phép ghi chép. Thì thay vì hồi đó truyền thống bà con thì cứ phân, cứ rải rồi xịt thuốc nhưng mà không có theo dõi thời gian hay là không có ghi chép, thì bây giờ mình muốn làm cho nó bài bản lại thì mình chịu khó ghi chép hoặc là theo dõi cái ngày xịt thuốc, ngày bón phân thôi.
thì mình chỉ thay đổi một chút, thì nói về nghe nó gườm gà, thực chất áp tay bắt tay vào làm thì không có gì gọi là khó. Sau thời gian làm thì tôi cảm thấy là nó rất là dễ, khi mà kiểm soát dịch bệnh hay là khi mà bón phân định kỳ cho đúng lúc, đúng cách. Tuy có nhiều loại trái cây đặc sản giá trị cao, nhưng có thể thấy công tác quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh tập trung mới chỉ giới hạn ở một vài loại cây, chưa phát huy được sức mạnh thực sự của liên kết vùng sản xuất hàng hóa. Phát triển diện tích ồ ạt, sản xuất tự phát thì nhiều loại dịch hại phát sinh và phát triển là khó tránh khỏi. Vì vậy, ngoài việc quan tâm đúng mức công tác thị trường, thì cũng cần chú ý đến tổ chức sản xuất và có cơ chế chính sách thúc đẩy áp dụng tiến bộ kỹ thuật, khuyến khích người dân sản xuất nông sản an toàn. Nếu thực hiện tốt, đây sẽ là một giải pháp quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của trái cây nước ta trên thị trường xuất khẩu. Không biết là khi xem ghi nhận vừa rồi thấy dịch hại nhiều quá, nghệ sĩ Lê Bình có cảm thấy chột dạ hay không? Chứ riêng Ngọc qua đây thì rất là sợ. Tết năm nay chắc anh quỷ bớt một số xô để về nhà xịt sâu. Quá rầu chứ. Nó thật ra thì bà con tôi cũng thấy là không riêng gì cây nhãn á, mà bây giờ mình thấy cái loại cây ăn trái nào mình cũng khó trồng trơn trọi á. Bây giờ nếu mình trồng rồi đó mà mình không chăm sóc nó kỹ á, thì đừng có hòng thu hoạch từ trái nào trơn trọi. Nhưng mà cũng có bà con nói như vậy mà không biết đúng hay sai. Thầy ra sẵn đây có tiến sĩ Chiến, người ta xin hỏi thầy Chiến luôn. Bà con người ta nói là do mình mà sử dụng phân thuốc nhiều quá cho nên mới sinh ra những cái loài sâu hại mới như vậy nè. Đó, thì bà con mình nói vậy thì có thầy Chiến hỏi là không biết là có mấy con sâu bệnh nó thật sự nó có liên quan đến cái việc mà sử dụng phân thuốc của bà con mình hay không, thưa thầy ạ? À? Thầy giải thích giùm ạ. Cái câu hỏi của Lê Bình thì nó đúng là khó nhưng mà cũng rất là dễ. Tại vì bà con nào mà hỏi cái câu hỏi này tức là cái người này biết rồi đó. Biết rồi, tức là có thấy rồi. Chắc nghệ sĩ Lê Bình quá à. Thành ra tôi nghĩ là cái câu hỏi này rất là chính xác. Bà con mình biết đó, thì trong cái môi trường nông nghiệp của chúng ta, thì bà con khi mà trồng cái cây nào đó, bà con muốn đầu tư cho nhiều để làm chi? Để chúng ta khai thác, chúng ta lấy cái sản lượng, cái năng suất ở từ cái cây trồng đó nó nhiều. Thành ra đôi khi bà con mình làm sai là bón phân, ví dụ như tôi thấy là lấy cái phân ure. Bà con bón phân bất kỳ cây trồng nào hả, phân ure nó nhiều là bệnh nó nhiều. Và cái nữa là phân ure nhiều là sao? Thì cái lá nó non nó mượt, cái trái nó non nó mượt thì đó, thì cái sâu bệnh nó cũng tấn công. Cái bệnh xong rồi tới con sâu tấn công. Và như vậy là bà con mình muốn bảo vệ cái thành quả lao động của mình, tức là bảo vệ cái năng suất, cái sản lượng của mình, thì bà con lại phun thuốc. Mà phun thuốc đó, thì bà con phun thuốc nhiều thì có cái, một là nó dư lượng ở trong cái trái cây. Cái thứ hai là bà con phun thuốc nhiều này, cái tạo ra cái kháng cái sâu với cái bệnh, nó kháng lại cái thuốc, thì bà con lại tiếp tục phun nữa. Thì như vậy chúng ta thấy là cái dư phân nó tương quan với cái bệnh và cái con côn trùng rất rõ. Và do vậy chúng ta phải là làm theo cái kiểu là quy hoạch vùng sản xuất, cái vùng phải đủ rộng và chúng ta là phải liên kết lẫn nhau, và chúng ta có cái khoa học kỹ thuật đưa vào để cho chúng ta quản lý cái dịch hại cho nó tốt, và chúng ta phải cân đối được cái phân bón thì cái sâu bệnh nó mới giảm được. Qua cái phân bón mà nó cân đối thì chúng ta thêm một số cái dư lượng nữa để cho để cái cây trồng nó nên sức đề kháng được. Và hiện nay bà con cứ trả lại hầu hết là cái phân đa lượng mà thôi. Một số ý xin trao đổi cùng với nghệ sĩ Lê Bình. Dạ, cảm ơn thầy. Xin được cảm ơn thông tin của tiến sĩ Hồ Văn Chiến. Còn ngay bây giờ thì Ngọc Hoa xin được mời tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa trả lời câu hỏi cho anh Hồ Tấn Phát ở số điện thoại 2922 Long Hồ, Vĩnh Long. Anh hỏi như thế này: trước đây thì nông dân thường sản xuất trái cây bán cho thương lái Trung Quốc, nhưng nay thì không còn nữa. Vậy theo các nhà khoa học cũng như các nhà quản lý thì thị trường, những cái thị trường khác mà chúng ta vừa nêu, ví dụ như Mỹ, Hàn Quốc, có ổn định được hay là không? Câu hỏi thứ hai, anh ví dụ luôn là trước đây một vài nơi xuất khẩu bưởi năm đó rất là tốt, nhưng mà hiện nay thì lại hạn chế rất là nhiều. Vậy thì lý do tại sao lại hạn chế như vậy, không phát triển mạnh được như trước đây? Xin kính chào anh Phát cùng bà con. Thì tôi xin trả lời cái câu đầu thì có lẽ là chúng ta hiểu nó hơi nhầm chút. Nếu chúng ta nói là giảm thiểu cái thị trường truyền thống hay giảm thiểu cái thị trường Trung Quốc, giảm cái lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc để chúng ta có thể chủ động thị trường khác, chứ không phải là chúng ta không bán cho Trung Quốc nữa. Không phải vậy thưa anh Phát cùng bà con. Hiện nay xin thưa với bà con là hiện nay trái cây của chúng ta vẫn xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều nhất. Và cái tỷ lệ cao rất nhiều so với những cái
nước khác. Nhưng mà mình muốn là gì, là hạn giảm thiểu cái lệ thuộc đấy, để chi, để chúng ta có cái tiếng nói gì đấy. Và kết hợp với cái việc là nhà nước sẽ đi đàm phán, giống như là đàm phán với Mỹ, đàm phán với các cái nước khác. Hiện nay thì đa phần chúng ta xuất khẩu sang Trung Quốc là xuất khẩu tiểu ngạch. Ta làm sao để ảnh ngồi lại với ta để đàm phán trong vòng mấy năm gì đó, thì chúng ta thông cái đó thì chúng ta sẽ xuất đi Trung Quốc chính ngạch, và như vậy thì cái giá rất cao. Cho nên là ở đây thì anh nói là làm sao cái việc mà sản xuất để bán đi cho thương lái Trung Quốc thì không còn nữa, không phải. Ta vẫn tiếp tục bán cho Trung Quốc, và Trung Quốc vẫn là thị trường rất là đặc biệt của chúng ta. Và Trung Quốc từ từ cũng yêu cầu những cái yêu cầu nó cao hơn, cho nên là trước sau gì đi nữa thì chúng tôi vẫn khuyến cáo bà con là sản xuất đúng theo quy trình. Riêng đối với thị trường Mỹ rồi Hàn Quốc, những cái thị trường khác bà con mình hỏi có ổn định hay không, thì hiện nay chúng ta có cái mối quan hệ rất là thân thiện với Hàn Quốc. Họ có những cái hỗ trợ rất là đặc biệt cho Việt Nam chúng ta, và Hoa Kỳ cũng thế. Cho nên là cái việc mà xuất khẩu sang cái thị trường đấy là rất là ổn định. Tuy nhiên thì mình vẫn phải chú ý cái việc của mình là gì, là sản xuất đạt cái tiêu chuẩn yêu cầu. Đạt cái yêu cầu thì mới được. Chứ còn nói gì nói, ví dụ như tôi là bạn anh, tôi thương anh gì đi nữa, thì anh cũng phải làm đúng cái yêu cầu thì mới được. Chứ không phải là... Cái vấn đề thứ hai là vấn đề về xuất khẩu bữa năm rồi, thì đúng như vậy bà con. Thì trước đây chúng ta cũng đã xây dựng và đạt cái tiêu chuẩn Global GAP và Việt GAP. Tuy nhiên thì cái trái bưởi của chúng ta, ngoài cái việc là sâu đục trái, thì nó còn nhiều cái yếu tố khác. Ví dụ như là đạt cái tiêu chuẩn rồi, nhưng mà cái trái nhìn bên trong thì mình không biết được là cái trái nó có hạt nhiều hay hạt ít. Đấy là cái yếu điểm của cái bưởi chúng ta. Thứ hai nữa là cái vỏ dày hay vỏ mỏng, chất lượng bên trong thì mình phải có kinh nghiệm lắm thì mới biết được. Cho nên là cái việc thời gian tới thì sản xuất làm sao để cho nó đạt cái tiêu chuẩn là một việc, và đạt được cái chất lượng đúng, cái đồng điều với nhau, thì đấy là một cái vấn đề rất là lớn mà chúng ta phải làm trong thời gian tới, thưa bà con. Vâng, dạ. Tôi xin trả lời ngắn gọn như thế. Xin được cảm ơn thông tin vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Nhân Hòa. Thưa bà con nông dân, còn ngay bây giờ thì bà con nông dân hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiết mục Khán Giả May Mắn cùng với nghệ sĩ Lê Bình. Nghệ Lê Bình xin cảm ơn bà con. Nhà nông may mắn sẽ đến với nhà nông. Lúc mà chờ mua thẻ cào, mua phân bón xong được thẻ cào, nhắn tin xong trúng cái Alex thì bà con mình trúng đỡ, trúng hai cái máy phun thuốc với một cái motor bơm nước của bạn thì bạn nhà nông nghe. Đó. Đây là tất cả những lá phiếu của bà con mình đã trong cái thùng này, và mình xào lên cho nó công bằng. Và khi khán giả may mắn nào được đọc tên thì sẽ có nhiệm vụ trả lời một câu hỏi của vị diễn giả đây. Trả lời trúng thì rinh quà, trả lời trật thì coi như quê. Xin chúc mừng nhà nông may mắn thứ nhất, đó là anh Võ Văn Mười một. Võ Văn Mười một à, anh ở nhà có 12 nữa không? Trời chết cha, vậy là đủ lố ha. Anh 11 thân mến, vì anh là người may mắn đầu tiên nên Ngọc A sẽ ưu tiên cho anh. Đó là trong hai diễn giả ở đây, anh chọn người nào sẽ là người đưa ra câu hỏi cho anh. Anh thấy ai dễ thương nhất anh cứ mời. Khó nhất thì trả lời. Dạ, xin được mời tiến sĩ Hồ. Anh dễ thương nhất chắc đó. Anh không? Nếu có câu hỏi, anh chú ý. Để mình chúng ta giữ vững được cái thị trường xuất khẩu trái cây, vừa cái đảm bảo lâu dài chúng ta cái thị trường gọi là được bạn là tin tưởng, thì các cái tiêu chuẩn nào sau đây là anh thấy đúng? Cái chữ A nha, tức là cái chất lượng cái trái cho nó ngon. Cái thứ hai là phải an toàn được cái vệ sinh thực phẩm. Cái câu B tức là chúng ta phải cung cấp, tức là xuyên suốt trong cái thời gian, ví dụ như năm gì chúng ta phải có cái thời gian 2-3 lần cung cấp cho thị trường. Cái thứ tư ở cái chữ C, cái chữ B rồi giờ tới chữ C, tức là chúng ta phải có được cái mã dùng, cái code dùng mà nãy tôi đã nói đó, của Cục Bảo vệ Thực vật, chứng nhận là cái chỗ này là đạt cái việc ghép rồi, an toàn vệ sinh thực phẩm này kia. Thì anh thấy ba cái tiêu chuẩn này là cái tiêu chuẩn nào là đúng nhất? Tôi không nhắc không lại nghe, cái thứ nhất là chất lượng và an toàn. Cái thứ hai tức là phải có cung cấp thường xuyên, đó là quanh năm đó. Cái thứ ba tức là phải có cái mã dùng được nhà nước cấp chứng nhận. Còn cái thứ tư là... cái thứ tư cả ba ý trên luôn. Cái câu thứ tư là cả ba ý trên quên. À,
anh chọn câu nào ạ? Chọn câu nào? Dạ, câu thứ tư. Dạ, cảm ơn anh. Anh làm khó. Đúng hay là sai? Dạ, đúng hoàn toàn chính xác. Hết hồn hết trơn luôn. Tự nhiên anh cảm ơn làm em đây cũng giật mình. Bây giờ xin chúc mừng nhà nông may mắn thứ hai. Mời thạc sĩ Đẹp. Anh Đẹp này anh khoái bóc lắm nè. Lâu phải cho anh bóc con gái mới được. Xin chúc mừng nhà nông may mắn thứ hai. Đó là anh Nguyễn Văn Yên ở Mỹ Phong, Mỹ Tho, dạ. Tiền Giang. Xin chào anh Yên. Trời ơi, hàng xóm luôn hả? Chà chà. Rồi, mời anh Yên nha. Anh Yên thân mến, Ngọc Hoa sẽ mời tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa đưa ra câu hỏi cho anh. Xin chào anh Yên. Thì tôi xin đọc cái câu hỏi. Anh nghe và trả lời ha. Thứ nhất là cái câu hỏi là nếu áp dụng quy trình canh tác theo tiêu chuẩn GAP, theo tiêu chuẩn ghép á, thì nhà vườn trồng cây ăn trái sẽ có lợi ích gì? Ha, nó có 4 câu trả lời. Anh nghe rồi anh trả lời một trong 4 câu đấy. Thứ nhất là kiểm soát được chất lượng sản phẩm rồi dễ tìm đầu ra. Câu B là gì? Là quản lý dịch hại tốt và giảm cái chi phí. Câu C là chẳng có ích lợi gì cả. Và cái câu D là cả câu A và câu B đều đúng. Nghe được chưa? Hiểu không? Câu A, câu B đều đúng nghĩa là cái kiểm soát được chất lượng sản phẩm và dễ tìm đầu ra. Cái thứ hai, cái câu B là quản lý được dịch hại tốt rồi tiết giảm được chi phí. Hay là anh chọn cái câu là chẳng lợi ích gì hết? Rồi, đúng rồi, xin cảm ơn anh. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh nha. Dạ, xin mời nhà nông may mắn thứ ba. Xạo lên là con nói vậy thôi. Tôi chỉ vậy thôi. Xin chúc mừng nhà nông may mắn thứ ba. Đó là anh Nguyễn Văn Phước, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Anh Phước thân mến. Đúng tên không? Anh Phước thân mến. Ngọc Hoa sẽ mời thạc sĩ Nguyễn Văn Đếm, người ngồi kế cạnh bên anh á, sẽ đưa ra câu hỏi cho anh. Anh nghe cho rõ nha. Nãy giờ lặp lại hay là với công ty có một câu hỏi rất là đơn giản để gửi đến anh. Câu hỏi như sau: phân bón phức hợp của Ben Meyer có đặc tính gì? A nhỏ là có công nghệ DMPP để tiết kiệm đạm. B nhỏ là nó cung cấp đủ dưỡng chất cho cây trồng. C nhỏ là tiết kiệm được 30% phân bón. Câu D là những đặc tính trên đều đúng. Chọn câu D đúng. Xin chúc mừng anh. Xin. Yeah. Xin mời ba nhà nông may mắn lên nhận phần thưởng của nhà tài trợ. Dạ, chúng tôi xin mời ba nhà nông bước lên phía trước để nhận quà của nhà tài trợ. Và Ngọc Hoa cũng xin được trân trọng kính mời thạc sĩ Mỹ Văn Đếm vui lòng lên trao quà. Cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Văn Đếm và xin chúc mừng một lần nữa bà con đã nhận quà được của nhà tài trợ công ty Ben Meyer. Còn ngay bây giờ thì Ngọc Hoa xin được thông báo ba khán giả được chương trình bình chọn là những khán giả có câu hỏi hay gửi đến chương trình. Một là anh Nguyễn Quốc Bảo ở Bình Thuận, điện thoại 0166506843. Hai là anh Nguyễn Thanh Tuấn ở Càng Long, Trà Vinh, điện thoại 0123991630. Ba là anh Hồ Tấn Phát ở Long Hồ, Vĩnh Long, điện thoại 0985942922. Và nhà tài trợ công ty Ben Meyer sẽ gửi những phần quà đến cho ba khán giả này trong thời gian sớm nhất. Kính thưa quý khán giả, chương trình Bạn Nhà Nông kỳ thứ 128 của chúng ta ngày hôm nay sắp kết thúc rồi. Và trước khi nói lời tạm biệt thì Ngọc Hoa xin được nói lời chân thành cảm ơn đến các diễn giả, nghệ sĩ Lê Bình và bà con nông dân đã dành thời gian đến tham gia trực tiếp trong chương trình hôm nay, cũng như tất cả bà con nông dân đã quan tâm theo dõi chương trình qua mảng nhỏ của đài truyền hình Vĩnh Long. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời chân thành cảm ơn đến công ty Ben Meyer đã phối hợp cùng chúng tôi thực hiện thành công chương trình này. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con cùng quý khán giả vào chương trình tháng sau.